Xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay Hương đang có mặt tại địa chỉ là 75 Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5. Hôm nay sẽ live stream một tình trạng cái hiệu quả của khách hàng đã và đang điều trị bên Lily Clinic. Chị ơi, em chào chị. Hôm nay là chị điều trị buổi thứ mấy rồi chị? Buổi thứ tư rồi ha. Chị điều trị về vấn đề gì ạ? Sẹo rỗ. Rồi, còn gì nữa chị? Với lại cái da mặt nó không có được sáng. Lỗ chân lông đúng không ạ? Dạ vâng, thì chị đã điều trị được buổi thứ tư rồi các bạn ạ. Và cho đến thời điểm hiện tại thì chị cảm nhận da của chị như thế nào ạ? Thì sẹo nó cũng có lên, nó với lại da mặt cũng sáng, rồi lỗ chân lông nó cũng xe khít lại. Căng bóng đúng không chị? Chị gỡ mặt ra, hiện tại bây giờ trên da của chị là bên em không có xước cái gì đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, đây là khách hàng đã xác nhận luôn nha mọi người ơi. Da của chị là bên Lily không có xước một cái gì trên da hết. Da của chị rất là căng bóng nha. Và mời mọi người cùng hướng mắt lên là xem là tình trạng ban đầu của chị như thế nào nè. Vâng ạ, tình trạng sẹo rỗ ban đầu của chị như này, các bạn thấy là rất là nhiều, miệng sẹo rất là to xung quanh hầu hết khắp mặt của chị, với lại là lỗ chân lông cực kỳ to, mụn ẩn nữa ha, sẹo rỗ rất là nhiều. Và chị đã điều trị được buổi thứ tư bên Lily Clinic. Da của chị hiện tại là sẹo rỗ cải thiện được 80% rồi nha mọi người. Lỗ chân lông thì xe khít, da căng bóng và trắng sáng, đặc biệt là không còn mụn ẩn nữa nha. Và với hiện tại thì cái phương pháp mà chị lựa chọn đó là nguyên bào sợi và nguyên bào sợi super size. Thì tế bào này không những điều trị chuyên về sẹo rỗ mà điều trị được tổng thể tất cả vấn đề bệnh lý về da nữa nha mọi người. Thì tất cả các khách hàng thân yêu bên Lily Clinic đang có vấn đề bệnh lý về da như thế nào thì hãy cứ nhanh tay để lại số điện thoại ở dưới livestream này hoặc là inbox trực tiếp qua bên Lily Clinic để có thể các chuyên viên tư vấn liên hệ tư vấn và giải đáp cụ thể cho tất cả mọi người về chi phí, liệu trình, chương trình khuyến mãi hoặc là cái phương pháp này, công nghệ này như thế nào thì bên Lily sẽ liên hệ tư vấn kỹ hơn cho mọi người nha. Chị ơi, trong quá trình điều trị thì chị có bị đau không? Cũng không có đau lắm. Dạ. Mùi tệ. Dạ vâng. Thì mình điều trị da thì mình cần phải có xâm lấn nhẹ thì cái tế bào thuốc nó mới vào da mình được, nó mới hấp thụ được, cải thiện được chị ha. Dạ. Thì mọi người có một số khách hàng đang phân vân về vấn đề là làm cái tế bào này có bị đau hay không, hay là mất thời gian nghỉ dưỡng hay không. Thì Hương xin phép được nói luôn là cái phương pháp này cam kết với khách hàng là không mất thời gian nghỉ dưỡng nhiều ha. Đặc biệt là không đau, không sưng và không bong chóc nha mọi người. Đây, bây giờ thì Hương sẽ cho các bạn xem lại tình trạng ban đầu của chị một lần nữa. Đây, tình trạng ban đầu của chị rất là bị nặng nè các bạn ha. Mình nặng rất là nhiều, phần sẹo rỗ nè, chỉ phần má cho mọi người coi đi em. Em lấy tay chỉ phần má cho mọi người xem cái phần sẹo rỗ đi. Đúng rồi đó, phần sẹo rỗ rất là nhiều, lỗ chân lông rất là to nha mọi người ha. Thì ai bị tình trạng như vậy thì hãy cứ liên hệ qua Facebook hoặc là số hotline là 0837300000 để có thể giải đáp thắc mắc. Nếu như mà mọi người còn chưa tin tưởng nữa thì hãy đến trực tiếp tại địa chỉ 75 Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5 ha. Thì luôn luôn bên Lily luôn luôn sẽ có chuyên viên tư vấn đón chào khách hàng đến để mà tư vấn và giải đáp thắc mắc cho mọi người. Hôm nay Hương xin khẳng định lên một lần nữa là cái phương pháp nguyên bào sợi và nguyên bào sợi super size bên Lily Clinic là phương pháp độc quyền, chưa có chuyển giao công nghệ cho bất cứ cơ sở nào hết. Cho nên là mọi người trước khi tìm hiểu đến điều trị thì hãy tham khảo tìm hiểu kỹ ha. Bởi vì bên khách hàng bên Lily đã phản hồi rất là nhiều, có rất là nhiều cơ sở là đang mà mạo danh cái phương pháp nguyên bào sợi và nguyên bào sợi super size, làm cho khách hàng bên Lily có sự hoảng loạn, có sự lo lắng. Thì mọi người hãy cứ yên tâm ha, bên Lily Clinic luôn có giấy chứng nhận về bản độc quyền đàng hoàng luôn. Mọi người có thắc mắc thì cứ đến trực tiếp bên Lily sẽ cho mọi người xem ha.